Thưa các bạn, là một buổi sáng ở vùng cao Tây Bắc. Và bây giờ là có một cái ao đằng sau mình nên là đang ở lưng chừng núi. Mình sẽ quay đằng trước cho các bạn xem nhé. Đây các bạn thấy không? Người dân nuôi cá ở một cái ao nhỏ nhỏ trên lưng chừng núi. Đấy, nước suối chảy vào. Lúc nào cũng có nước trong chảy vào, rất là đẹp. Cao lắm, ao này cao nhé. Đây là giáp biên giới bên Lào. Ao này có cá mà. Đấy, cá đấy, bơi đấy. À, bạn có ăn ngan gà vịt Tây Bắc không? Nuôi trên lưng chừng núi. Rất là cao nhé. Lưng chừng núi này. À, ngan gà vịt được nuôi ở trên này ăn ngon lắm các bạn. Đấy. Giờ nó hơi lắng. Đằng sau mình này có một cái ao nhỏ. Đây mình quay cho các bạn xem này. Nắng. Đây. Đấy, ao nhỉ. Được lớp suối các bạn chảy vào. Dẫn vào ao. Có cá nhé. Cá không to lắm nhưng cũng rất là nhiều cá trong ao. Đấy, dội một hàng đang cho lớp vào kìa. Ăn gà vịt lưng chừng núi.